trong chương sắp tới thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để lựa chọn chính xác những cổ phiếu thành công lớn trên thị trường chứng khoán và thu được lợi nhuận từ chúng, cũng như cách để giảm thiểu những mất mát và sai lầm trong thực tế. Nhiều người thường bận thời với chứng khoán chỉ đạt đến những kết quả tầm thường và thua lỗ do sự thiếu hiểu biết của họ, nhưng không ai đáng mất tiền như vậy cả. Dứt khoát bạn có thể học được cách đầu tư khôn ngoan hơn. Cuốn sách này sẽ chỉ ra cung cấp những kỹ năng, kiến thức, phương pháp mà cần để đạt để đầu tư thành công. Tôi tin rằng hầu hết mọi người sống trên khắp thế giới, dù già hay trẻ, bất kể nghề nghiệp, học vấn, địa vị xã hội hay kinh tế, đều nên tích cực sở hữu cổ phiếu phổ thông, phân biệt với cổ phiếu ưu tiên. Cuốn sách này không dành cho những chuyên gia mà dành cho hàng triệu người ở tất cả mọi nơi. Muốn có được một cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bạn, bạn không bao giờ quá già, quá trẻ bắt đầu đầu tư. Có thể bắt đầu với số vốn rất vốn nhỏ nếu bạn là người lao động bình thường, nhà đầu tư mới khởi nghiệp. Không cần phải có quá nhiều vốn liếng để bắt đầu. Bạn có thể khởi đầu chỉ với 500 đến 1.000 đô la và bắt đầu tăng thêm vốn khi thu được lợi nhuận và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Bản thân tôi đã khởi nghiệp với chỉ 5 cổ phần của công ty Bob Tech và Grumber khi tôi mới 21 tuổi và vừa ra trường. Michael Webster là một nhà quản lý tài chính của công ty chúng tôi, đã khởi đầu với một số vốn tương đối nhỏ. Thực tế là Michael đã bán hết các vật dụng cá nhân, trong đó có bộ sưu tập CD nhà của mình, để có được vốn đầu tư. Trước khi giao việc quản lý tài chính công ty, anh đã có thành tích tăng trưởng với 1.000% trong tài khoản cá nhân vào những năm 1999, trong giai đoạn khó khăn đầu năm 2000 tới cuối năm 2003, anh vẫn lãi 135%, trong khi chỉ số Nasdaq thì tụt xuống dưới 53% trong thời kỳ đó. Stanbridge là một quản lý tài chính khác của công ty chúng tôi, khởi nghiệp đầu tư quá sớm. Anh đã vận dụng giai đoạn tăng trưởng cực thịnh của thị trường vào cuối thập niên 1990 và đã bảo vệ được phần lớn lợi nhuận của mình bằng cách chuyển phần lớn nguồn vốn sang tiền mặt trong giai đoạn thị trường suy thoái. Từ năm 1998 đến năm 2003, anh đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng hơn 1.300%. Kể cả Mike lẫn Taver đều đã trải qua những năm tháng khó khăn, nhưng họ đã rút ra được một bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của mình để đạt được những thành tựu đáng khâm phục. Bạn đang sống thực đại kỳ diệu, vô vàn cơ hội, một kỷ nguyên với những ý tưởng siêu phàm, những ngành công nghiệp mới hình thành với những tranh giới mới. Tuy nhiên, bạn cần đọc hết những phần còn lại trong cuốn sách này để học được cách nhận ra và tận dụng hoàn cảnh tuyệt vời này. Cơ hội đang ở phía trước dành cho tất cả mọi người. Hiện nay bạn đang sống trong dòng vận động thay đổi không ngừng. Trong một thế giới công nghệ cao, mạng Internet, tiến bộ về y học, phần mềm máy tính và những công ty mới với mang tính cách mạng, ngày nay đối với bạn chỉ lao động và lĩnh lương thôi là chưa đủ để có thể làm được những điều mình muốn, đi tới những điều mình muốn, có được những thứ mình muốn trong cuộc đời. Dứt khoát bạn phải tiết kiệm và đầu tư một cách khôn ngoan. Nguồn thu nhập thứ hai trong các khoản đầu tư là lợi nhuận bạn có thể tạo ra cho phép bạn đạt đến những mục tiêu này và cung cấp cho bạn những an toàn thực sự. Cuốn sách này sẽ làm cho sự thay đổi toàn bộ cuộc đời của bạn. Bí quyết bước đi đầu tiên trong việc học chọn cách lựa chọn những cổ phiếu sẽ giành thắng lợi trên thị trường là phân tích những cổ phiếu từng thành công vang dội trong quá khứ để rút ra tất cả những đặc điểm chung của chúng. Từ kết quả quan sát đó, bạn sẽ phát hiện ra những khung mẫu giá mà những cổ phiếu này sẽ hình thành ngay trước khi giá chúng leo thang nhanh chóng. Nhân tố then chốt khác mà bạn cần phải khám phá bao gồm lợi tức hàng quý của những công ty thành công nói trên vào thời điểm đang xét, lợi tức hàng năm trong 3 năm trước khi đang tăng trưởng, khối giao dịch hiện tại, sức mạnh giá tương đối của cổ phiếu trước khi tăng trưởng và số cổ phiếu dự trữ có thể mua trong cơ cấu vốn của công ty. Bạn sẽ biết rằng công ty có cổ phiếu thành công vĩ đại nhờ vào sự xuất hiện của các sản phẩm mới hoặc ban lãnh đạo mới, rằng công ty sẽ chịu tác động mạnh mẽ của nhóm công nghiệp gây ra do sự thay đổi quan trọng diễn đến trong toàn bộ ngành công nghiệp. Thể hiện loại phân tích tương đồng dựa trên thực tiễn của các cổ phiếu thành công nhất trong quá khứ hoặc tương đồng tương đối rất dễ dàng. Bản thân tôi đã hoàn tất một cuộc nghiên cứu học toàn diện như vậy, một công trình phân tích lịch sử của mình. Chúng tôi đã lựa chọn cổ phiếu thành công nhất
hàng năm trên thị trường, xét theo tăng trưởng hàng năm ở cuối thế kỷ, suốt nửa thế kỷ qua, chúng tôi gọi công trình nghiên cứu tuyển tập mô hình cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán. Nó khảo sát một thời kỳ kéo dài từ những năm 1950 đến năm 2000, phân tích những chi tiết cùng 6.000 công ty thành công lớn trong thị trường chứng khoán gần đây, những cổ phiếu siêu hạng như Tesla tăng từ 25 đô la lên đến 2.000 lên đến 200 đô la từ tháng 1 năm 1958 đến tháng 5 năm 1960, và Chevron là từ 160 đô la nhảy vọt lên 1.340 đô la từ tháng 3 năm 1963 đến tháng 6 năm 1966. Citec tăng từ 100 đô la lên đến 570 đô la trong 6 tháng cuối năm 1963, vân vân. Limits to rớt đã mang lại cho chủ nhân may mắn của nó tỷ lệ tăng trưởng 3.500% từ năm 1982 đến năm 1987, và system khi nó điều chỉnh tách cổ phiếu từ giá 0,1 đô la 10 xu bay lên đến 82 đô la từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 3 năm 2000. Home Depot và Microsoft đều tăng giá trị gấp 20 lần trong thập niên năm 1980 và đầu thập niên năm 1990. Home Depot là một trong những cổ phiếu thành công nhất ở mọi thời đại hiện nay và đã nhảy vọt gấp 20 lần trong vòng là chưa đầy 2 năm kể từ ngày đầu tiên niêm yết, từ tháng 9 năm 1981, sau đó tiếp tục leo thang gấp 10 lần nữa đến năm 1988 đến năm 1992. Tất cả các công ty trên thế giới đều giới thiệu được những sản phẩm, một khái niệm mới rất hấp dẫn. Bạn có thể muốn biết những đặc điểm chung hoặc là các quy luật thành công của chúng tôi đã phát hiện trong một nghiên cứu tập trung các cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong quá khứ không? Tất cả sẽ được đề cập trong vài chương tiếp theo và qua những công thức đơn giản dễ nhớ mà chúng tôi đặt là Ken Slim. Mỗi ký tự trong Ken Slim sẽ đại diện cho 7 đặc điểm chính của cổ phiếu đại thành công trong thời điểm chúng tôi bắt đầu tăng trưởng, ngay khi chúng đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các cổ đông. Bạn hãy chép lại công thức và nhẩm đặt nhiều lần cho khỏi quên lý do Ken Slim vẫn tiếp tục tỏ ra hiệu quả bất chấp những thăng trầm của thị trường, vì nó đã chỉ dựa trên một cách thức vận hành thực tế của thị trường chứng khoán chứ không dựa trên quan điểm cá nhân của chúng tôi hay bất kỳ ai khác, kể cả phụ huynh. Thêm vào nữa, bản chất của con người trên thị trường dường như không thay đổi, vì chúng là Ken Slim không bị lạc hậu với những phút tiêu kiệm thời gian hay những chu kỳ kinh tế đến rồi đi. Nó luôn luôn đánh bại bởi cái tôi vĩ đại nhất và mọi quan điểm cá nhân. Dứt khoát bạn phải học cách lựa chọn những cổ phiếu sẽ giành thắng lợi trên thị trường và bạn có thể sở hữu những cổ phần công ty tốt nhất thế giới. Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Sau đây là cái nhìn về Ken Slim. Ken tức là lợi tức trên cổ phần quý hiện tại càng cao càng tốt. A tức là tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm tiềm sự gia tăng đột biến. N là sản phẩm mới, lãnh đạo mới, định giá mới, mua đúng thời điểm. Còn S là quy luật thành công, cổ phiếu tốt cộng với nhu cầu lớn. L là cổ phiếu của bạn thuộc loại nào, dẫn đầu hay là đội số. A là tổ chức bảo trợ theo chân những chạy dẫn đầu. M là xu hướng thị trường, cách nào để xác định. Hãy bắt tay ngay vào chương 1 và tự tin bạn có thể làm được. Chương 1, cổ phiếu lợi tức hiện tại càng cao càng tốt. Như vậy kết thúc cái phần 1 của cách đầu tư chứng khoán tại đây.